Hãy nhìn vào căn biệt thự này. Đây là căn biệt thự đơn lập mà có giá rẻ bằng một nửa là nơi khác. Diện tích căn biệt thự này là 338m và có mặt tiền rộng 13,5m. Tại vị trí là trung tâm của khu C, khu đô thị Glenco, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Tại sao như vậy? Và đây có thực sự là một căn nhà giá rẻ hay không? Thì quý vị nhìn thấy những dãy nhà ở đây. Đây là trung tâm của khu C và dãy nhà đơn lập này là nhìn sang dãy nhà song lập này. Và cái vị trí này thì cũng đã có 5-7 căn nhà về hoàn thiện ở rất là sang, rất là đẹp rồi. Tại sao căn nhà này có giá rẻ như vậy? Vì lý do ở cuối video quý vị nhé. Quý vị hãy xem qua cái khu vực này để biết được cái hạ tầng đô thị cũng như là những căn nhà về hoàn thiện ở khu này. Hình ảnh trước mắt quý vị nhìn thấy đây là những căn nhà song lập đối diện với cái dãy đơn lập. Loại song lập này là 240m², còn căn nhà như ở đầu video mà Thọ giới thiệu đến quý cô anh chị là căn nhà đơn lập xây dựng 3,5 tầng, diện tích là 338m và mặt tiền là 13,5m. Nó áp với lại căn góc kia, căn góc hiện tại đang được sửa chữa. Và căn của mình là căn C60 ô số 11 như quý vị nhìn thấy đây. Bên cạnh căn góc này đang được sửa chữa. Và lý do căn nhà này nó có giá rẻ hơn các nơi khác đó là cái vị trí này thì nó chếch cái phần đằng sau đây chính là một ngôi chùa, chùa Phổ Quang ở tại trung tâm khu C này. Đây là chính là chùa. Và căn nhà của mình thì nó sẽ đối diện sang cái căn song lập mà quý vị nhìn thấy đây, chứ không phải đối diện sang chính là chùa. Và căn chính chùa chính là căn góc này. Và căn góc này hiện nay thì cũng đã đang sửa chữa để hoàn thiện ở. Đây là một vị trí mà điểm trừ cho những căn nhà ở tại vị trí này. Và nó sẽ phản ánh luôn vào cái giá. Với cái mức giá chỉ có 115-116 triệu một mét vuông biệt thự ở đây. Đó là mức giá vô cùng rẻ rồi. Rẻ hơn những vị trí khác. Đúng là rẻ hơn một nửa thật. Và cái con đường đi ra này thì nó có một cái ngôi mộ tổ. Quý vị nhìn thấy ngôi mộ ở giữa đường kia. Tuy nhiên xe cộ vẫn đi lại, ô tô vẫn đi lại bình thường. Nhưng ngôi mộ này là ngôi mộ có thể nói là bất di bất dịch rồi. Nằm cố định ở tại cái vị trí này. Đường thì đường bàn cờ, tất cả rất nhiều lối đi. Nhưng mà cái vị trí của những cái căn biệt thự ở đây thì nó có hai cái vấn đề. Một là nó đằng sau, cái dãy này đằng sau của chùa Hồ Quang. Và thứ hai nữa là con đường phía đằng trước đây thì nó cũng bị gián đoạn bởi một ngôi mộ tổ ở giữa đường này. Ô tô quý vị đi di chuyển bình thường nhé, đường bàn cờ di chuyển bình thường. Vậy là mọi cái vấn đề về giá nó sẽ phản ánh luôn vào cái giá trị của những căn nhà tại khu đô thị này, cũng như những căn nhà ở trên kênh YouTube Thọ Lacolen. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn biệt thự đơn lập trại trung tâm khu C này thì có thể liên hệ ngay với Thọ theo điện thoại 0913 798558. Nếu phù hợp với nhu cầu của quý bác anh chị thì có thể lựa chọn những căn nhà này mua tại thời điểm tháng 11 năm 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.